mà nếu cô bác anh chị có về Sài Gòn, có về Tân Định vào một đêm nào đó thì ghé cơm tấm trước chợ Tân Định nha. Và bây giờ thì thật sự là trời đang mưa luôn đó thưa anh chị. Cô bác anh chị có thấy hay không? Dòng xe đang kẹt, thôi em đứng lại một chút tại vì em đi chậm. À, như em chia sẻ lúc đầu anh chị thấy không, đi con đường Hai Bà Trưng này á, đôi khi nó khó chịu lắm, cho nên là mình phải chịu khó. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng trên con đường Hai Bà Trưng, ngã ba đường Hai Bà Trưng và Mạc Thị Bưởi đây anh chị, Nguyễn Văn Thinh ngày xưa. Con đường Hai Bà Trưng này thì chúng ta đi thẳng về công trường Mê Linh, bến Bạch Đằng. Bây giờ là 7 giờ đúng ngày 29 tháng 9 năm 2022. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi tối bình an, ấm áp và thật nhiều sức khỏe. Ở Sài Gòn mình mới vừa trải qua một cơn mưa từ 3-4 giờ cho tới tối. Và em cũng phải đợi bớt mưa rồi mới thực hiện các clip này thưa anh chị về đêm. Hôm nay em chạy về khu vực Tân Định kiếm một vài cái loại thuốc cho nhà. Và thế là nhìn thấy cái con đường về đêm nó lên đèn, nó đẹp quá, lung linh quá và cũng kẹt xe quá. Trong một cái buổi tối thời tiết khá là se lạnh thưa anh chị, em mời cô bác anh chị đi dạo với em trên con đường Hai Bà Trưng từ công trường Mê Linh hướng về cầu Kiệu qua Phú Nhuận đường Võ Duy Huy, tức là Phan Đình Phùng ngày hôm nay. Em trước khi mà đi trọn vẹn con đường Hai Bà Trưng thì em mời cô bác anh chị cùng với em chúng ta chạy về công trường Mê Linh nha. Bên phải của em đây là tòa nhà Vietcom, ngân hàng Vietcom đó anh chị. Khu đất vàng đây. Sài Gòn mùa mưa, cũng chuẩn bị bước qua mùa đông, cuối năm đang mùa thu. Và thế là thời tiết khá là lạnh thưa anh chị. Ây cha, vừa mới gắn camera vô chuẩn bị đi thì bây giờ lại mưa. Không biết là em có trụ nổi trong những phút sắp tới hay không. Nếu mà mưa lớn thì em phải thay camera thưa anh chị. Thì nếu mà thay camera thì hình ảnh nó sẽ không có được đẹp bằng. Hy vọng đừng có mưa nữa anh chị ơi. Bây giờ anh chị có thể thấy con đường công trường Mê Linh nó kẹt xe thấy ghê. Phía trước thì anh chị đi ra bến Bạch Đằng, quẹo phải thì lên cầu Khánh Hội, qua quận 4, quẹo trái thì đi về cầu Thủ Thiêm 2. Còn em thì mọc ngược lại con đường Hai Bà Trưng. Và bây giờ thì thật sự là trời đang mưa luôn đó thưa anh chị. Rồi mấy anh chị có thấy hay không? Bây giờ Sài Gòn đang trong mùa mưa, trong cái mùa đỉnh của mưa, cũng vừa mới ảnh hưởng của bão số 4 xong, cho nên là tối mưa không biết lúc nào. Công trường Mê Linh đây, đi thẳng thì về bến, đi về cầu Thủ Thiêm 2 đó anh chị. Và bên tay phải của em ở đây thì cái ga bến sông đó, bến sông Sài Gòn đó. Bên trái của em ở đây là tượng Đức Thánh Trần. Người ta bắt đầu mặc áo mưa nè thưa anh chị. Đó. Chắc là em phải tranh thủ chạy về Hai Bà Trưng kiếm chỗ trú mưa. Điện thoại rồi máy quay rồi nó ướt hết trơn rồi. Ở đây không có chỗ trú mưa thưa anh chị. chết, mưa lớn luôn, ướt máy quay, ướt điện thoại. Em quẹo vào đường Hai Bà Trưng, phía bên phải em là con đường Thi Sách. Và em tấp vào cái bụi cây nha anh chị. Trời ơi, em tính quay cho nó
rõ ràng không có bị mưa, cuối cùng cũng bị dính một cơn mưa đứng ngay cái sọt rác này. Wow, camera nó ướt hết rồi. Em chờ chút xíu xem như thế nào. Công trường Mê Linh nên gì? Đường Hai Bà Trưng là một con đường rất là đẹp và nó cũng giữ cái tên từ trước năm 75 cho tới đến ngày hôm nay. Nó đi, nếu mà đi từ công trường Mê Linh về tới cầu Kiệu thì anh chị sẽ, nếu mà để ý chúng ta sẽ thấy nó là một cái con dốc, dốc nhỏ thôi anh chị. Và từ cầu Kiệu trở lên là chúng ta qua vùng đất Gia Định rồi. Bên này là Sài Gòn Đô Thành. Và con đường Hai Bà Trưng nó nối với lại đường Phan Đình Phùng, Võ Duy Huy, nó tạo nên một cái con đường dài thẳng tắp rất là đẹp. Và một bên cầu là vùng đất dạng giống như ngoại thành lúc xưa đó, trước năm 75. Một bên thì là đô thành, nghe nó hay quá anh chị ha. Sài Gòn Đô Thành thật sự rất là hay. Thôi thì em tiếp tục lết bên tay phải đây, đi hướng Hai Bà Trưng. Có cái cây nào mưa lớn thì em tấp vào. Con đường Hai Bà Trưng này á, tuy là nó đẹp, về đêm á, đèn đuốc lên lung linh lắm anh chị. Còn nhưng mà có một vấn đề là nó khá là nhỏ và lượng xe ngày hôm nay rất là đông. Nó kẹt xe nhiều lắm anh chị, đi lại nó rất là chậm. Thành ra con đường này muốn đi chúng ta phải chịu khó một chút. Bên phải em có một cái rào chắn. Cái khu này thì hình như ngày xưa nó là của hãng BGI, bia nước đá, nước ngọt. Con đường phía trước đây là con đường Đông Du nè anh chị. Ngày xưa là Thái Lập Thành ha. Rồi phải anh chị về Thái Văn Lung, hoặc là chúng ta có thể đi ra Thái Văn Lung rồi chúng ta đi ra luôn cả cầu Thủ Thiêm 2. Ô, bớt mưa rồi, mừng quá anh chị. Tối lên đèn đẹp quá anh chị ha. Hoa không á. Đi trên con đường này nếu mà nhìn tổng quan chúng ta thấy hoa nhiều, nhưng mà nhìn kỹ hơn thì cũng có lệ rất là nhiều. Tối vậy chứ buôn bán về trung tâm Sài Gòn chúng ta thấy cái sự phân cấp giàu nghèo nó rõ ràng lắm anh chị. Buôn gánh bán bưng rất là nhiều. Mời cô bác anh chị ngắm cảnh phố Sài Gòn với em trong buổi tối hôm nay nha. Ở đây là con đường gì em quên rồi, Nguyễn Siêu. Đúng rồi, quẹo phải là ra cầu Thủ Thiêm 2 luôn. Rồi trái về nhà hát lớn. Bên trái em nhà hát lớn là Hạ Viện năm xưa. Còn bên phải em đây là tổng công ty điện lực miền Nam. Ngày xưa ở đây cũng là sở điện lực của Sài Gòn. Lại mưa tiếp rồi, em lại trú mưa. Trú mưa thì em lên đây một chút để nhìn bên tay trái anh chị có thể thấy nhà hát lớn. Trời ơi, có ngay một cái trạm điện. Và ngay cái trạm điện này người ta vẽ cái gì tùm lum. Đứng đây chắc được. Đường này là đường cao Bá Quát thưa anh chị. Trời cũng mưa. Em tiếp tục chạy đây. Không biết là có lết được tới khúc nào hay không. Điện thoại em thì đang phơi mưa rồi. Còn máy quay đeo trên người thì cũng dính mưa khá nhiều. Có khi nào tối nay về quay cái hư luôn cả hai món không? Đây có quán cà phê cũng hay lắm nè anh chị.
dòng xe đang kẹt, thôi em đứng lại một chút tại vì em đi chậm. À, như em chia sẻ lúc đầu anh chị thấy không, đi con đường Hai Bà Trưng này á, đôi khi nó khó chịu lắm, cho nên là mình phải chịu khó. Đặc biệt là cái giờ, là cái giờ 7 giờ tối sau cơn mưa nữa, người ta đang hướng đi ra, đi về Phú Nhuận, về Gò Vấp thưa anh chị. Em tìm thuốc ở khu vực Tân Định đó, khu vực ngay chợ Tân Định đó anh chị, có rất là nhiều cái tiệm thuốc Tây ngày hôm nay á. Lúc xưa thì nó cũng là cái khu vực chợ sĩ thuốc. Bên tay phải của em có cái dãy tòa nhà cũ này. Ở phía trước này á, là con đường Lê Thánh Tôn đó anh chị. Ở dòng xe rất là đông anh chị thấy không? Đây là đường Lê Thánh Tôn, chỉ quẹo trái không quẹo phải. Mưa lớn rồi, trời 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 ơi. Bên trái về chợ Bến Thành thưa anh chị, và về phố đi bộ. Những cái tòa nhà nó lên đèn nó lung linh mà em thấy cũng đẹp anh chị. Ban ngày thì nhiều khi mình nhìn thấy rất là nhiều cái hình ảnh nó nhăm nhở, nó rối ren, chứ ban đêm chủ yếu là mình thấy đèn á anh chị. Hy vọng mưa ít ít vậy đó. Mưa lớn quá là em thay đồ. Đây có cái tiệm bị cháy này, tranh vẽ ngày xưa này. Tiệm vẽ tranh cháy này. Vừa mới dịch xong cái làm một phát luôn, cháy tiệm, nghỉ bán cho tới bây giờ luôn. Cũng vất vả quá thưa anh chị. Trời mưa rồi, mưa lớn rồi, thôi chắc em phải trú mưa thôi. Níp. Mưa đêm. Đó. Wow. Mưa đó anh chị, em trú mưa một chút. Bên tay phải đây là nhà chưa có cho thuê được, và đây có viện nghiên cứu giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo gì đây, ở chỗ này anh chị này. Trời mưa lạnh, đứng ở đây thấy mấy bạn ấm quá. Rồi em cứ lết từ từ. lê lết. Không biết là đi được tới đâu. Ở đây là đường Lý Tự Trọng, Gia Long đó anh chị. Bên trái của em là có trường chuyên Trần Đại Nghĩa ngày hôm nay, La Santa Me năm xưa. Bên phải là anh chị có bệnh viện Đồn Đất, bệnh viện RAN đó, để chúng ta chạy về hướng của đường Tôn Đức Thắng, Cường Đệ. Đó là con đường Nguyễn Du đó anh chị. Phía sau, phía bên trái của em ở đây là bưu điện trung tâm. Dạo phố thì như vậy thôi anh chị, ban đêm tiếng còi, tiếng xe. Rồi chúng ta cảm nhận một chút cái không khí đêm mưa, xe lạnh thôi anh chị. Đoạn này thì trống vắng hơn, thoải mái hơn rồi. À xin lỗi anh chị, con đường này là con đường Lý Tự Trọng, tức là Gia Long đó. Đây mới là con đường Nguyễn Du nè. Em nhầm, tối bị nhầm. Đây mới là bưu điện nè, bưu điện trung tâm.
quẹo trái thì anh chị cũng đi về nhà thờ Đức Bà luôn, hoặc là đi thẳng thì chúng ta ra tới quẹo trái, đi thẳng chúng ta ra tới đường 3 tháng 2, đường Cách Mạng tháng 8, Lê Văn Duyệt đó anh chị. Em xin lỗi cô bác anh chị nha, lúc này em đang bị cái gì mà đầu óc nó cứ lộn lên lộn xuống. Đây là khách sạn Intercontinental. Mưa nó dính cái máy camera của em mờ mịt luôn á anh chị. Đường sắt Nguyễn Văn Bình bên tay trái của em ha. Và phía trước đây là con đường Lê Duẩn ngày xưa là thống nhất, để anh chị bên phải chạy về Thảo Cầm Viên, bên trái thì chúng ta chạy về Dinh Độc Lập, tức là Hội trường Thống Nhất ngày hôm nay đó. Còn phía trước bên phải cái bức tường đó là tổng lãnh sự quán của Pháp thưa anh chị. Ở đây mà mưa lớn mới mệt nè, thường ở đây mưa, thường ở đây thì không có được đứng lại thì công an ở đây người ta đuổi. Bên trái em có đường Nguyễn Văn Chiêm chạy về đường Phạm Ngọc Thạch, tức là Duy Tân. Một đêm phải chịu khó bởi vì nó rất là khó chịu. Mặc dù trên cái con đường rất là đẹp thưa anh chị. Bên trái của em ở đây thì một cái quán bar, một vài cái quán bar, club, beer club. Đường Hai Bà Trưng này cũng nhộn nhịp về đêm khách Tây lắm anh chị nha. Cũng là một con đường khách Tây khá là nhiều. Phía trước đây là con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tử năm xưa đó. Chắc là em xin lau cái camera một chút, không biết có cái gì, có cái dẹ gì lau không chứ, có cái dẹ gì sao lau được. Bên tay phải thì anh chị quẹo về chợ Thị Nghè nhé. Nó là đường một chiều đó anh chị, con đường Hồng Thập Tự ngày xưa đây. Đây có một cái shop farmer market bán mấy cái đồ rau sạch, trái cây sạch rồi đó anh chị, giá nó rất là mắc. Lên cái khúc này thì nó thuộc phường Đa Cao. Từ đây chạy về tới đường Võ Thị Sáu ngày hôm nay, tức là Hiền Vương ngày xưa đó anh chị, thì tiếp nối với Đa Cao sẽ là Tân Định. Đó. Ở đây là con đường Trần Cao Vân, bên trái anh chị quẹo về Hồ Con Rùa, tức là công trường chiến sĩ đó, ngày xưa đó. Tối người ta ngồi ăn phở, ăn bún gì bên vỉa hè đây nè anh chị. Em lau cái camera một chút. Trần Cao Vân thì nối với lại đường Võ Văn Tần, Trần Quý Cáp ngày xưa. Giờ cũng bớt xe rồi, khúc dưới từ công trường Mê Linh đi lên kẹt xe rất là nhiều. Trên này thì cũng đỡ hơn.
Đây là con đường Nguyễn Đình Chiểu ngày hôm nay nè anh chị. Ngày xưa là Phan Đình Phùng, cô bán chuối. Vào trái thì anh chị đi về ngã 7 Lý Thái Tổ nha. Đi về đường Lý Thái Tổ luôn. Ở đây hình như ít đèn đường thưa anh chị. Trái em có một cái quán này buổi tối nhìn có vẻ rất là thú vị nha. Ngồi ở trên lầu cũng có, phía dưới cũng có. Trời ơi, cái camera của em nó mù. Hôm nay nó bị dính nước thưa anh chị. Bên tay phải của em ở đây là con đường Nguyễn Văn Thủ nè anh chị. Ngày xưa đó là con đường Tự Đức đó, chạy về kênh Du Lộc Thị Nghè. Rồi bắt đầu khúc kênh này là của Tân Định. Tới Võ Thị Sáu mới tới Tân Định anh chị, tức là Hiền Vương đó. Phía trước là con đường Điện Biên Phủ, Phan Thanh Giản năm xưa. Em đi lên đây để em chỉnh lại cái camera một chút thưa anh chị, nó hơi bị mờ quá. Bây giờ thì chắc có lẽ là ngớt mưa rồi đó thưa anh chị. Hết mưa rồi đó, không còn mưa nữa đâu. Em đoán thế thôi. Rồi mời cô bác anh chị đi tiếp nha. Chúng ta xuất phát từ ngã tư con đường Hai Bà Trưng với con đường Điện Biên Phủ này, Phan Thanh Giản đó. Ngay chỗ vị trí này thì xe thường sẽ rất là đông thưa anh chị. Bên kia là công viên Lê Văn Tám ngày hôm nay thưa anh chị. Ngày xưa đó là cái nghĩa trang Mạc Định Chi, em đeo cái kiếng vào đấy. Bắt đầu con phố này thì em thấy nó rất là đẹp về đêm ha, khá là lung linh, lên đèn rất là nhiều, buôn bán rất là nhộn nhịp thưa anh chị. Bên phải cái con đường Điện Biên Phủ này thì anh chị sẽ chạy về Hàng Xanh thưa anh chị. Ở đây là cái công viên này, buổi tối phố lên đèn rất là đẹp anh chị ha. Em coi mấy cái phim Hồng Kông đó, cảm giác thấy giống như là mấy cái phố ở Hồng Kông. Camera nó lại dính nước nữa nè.
Phía trước là em chạy đến ngã tư đường Võ Thị Sáu và đường Hai Bà Trưng thưa anh chị. Võ Thị Sáu ngày xưa là con đường Hiền Vương. Bên phải của em ở đây là công viên Lê Văn Tám, nơi có đậu xe thu phí nè anh chị. Công viên Lê Văn Tám thì ngày xưa nó là cái nghĩa trang Mạc Định Chi. Đó, và em chạy từ từ một chút ngắm phố phường Sài Gòn vào ban đêm. Xe cũng đông và đèn thì sáng trưng. Bên tay trái thì anh chị sẽ chạy về công trường dân chủ thưa anh chị. Tối hôm nay thì có vẻ cái camera của em nó không có được ổn lắm bởi vì do mưa. Bắt đầu từ ngã tư này trở lên thì là phường Tân Định. Chúng ta về Tân Định thưa anh chị. Và em cũng mời cô bác anh chị ôn lại một chút cái kỷ niệm xưa trên con đường Hai Bà Trưng, đặc biệt là khu vực Tân Định này. Kỷ niệm xưa ở đây thì nhiều lắm. Chắc có lẽ là em dành những cái giây phút này để cô bác anh chị suy nghĩ, nhớ về hơn là nhắc nhiều quá. Bưu điện đây anh chị, bên trái là nhà thờ Tân Định. Em chỉ nhắc lại một vài những cái điểm nhấn khu vực này thôi. Một con đường đẹp và trong một buổi tối trời mưa khá là lạnh thưa anh chị. Nhà thờ Tân Định. Hướng phía sau ra đường Hiền Vương, Võ Thị Sáu. Còn đây là trường Thiên Phước năm xưa. Một chút nhẹ nhàng thôi anh chị, không có gì phải vội vàng, không có gì phải lớn lao ghê gớm cả. Một buổi tối nhẹ nhàng để chúng ta đi dạo phố. Đây là đường Đinh Công Tráng anh chị ha, chạy về bên phải là trường Lê Laurier và về con đường Thạch Thị Thanh, ngày xưa là Lý Trần Quán. Đường Thiên Phước. Biết bao nhiêu là kỷ niệm gói gọn trong một cái buổi tối phố xá lên đèn, đêm lạnh của Sài Gòn. Phía trước đây là con đường Nguyễn Hữu Cầu, ngày xưa là Trần Văn Thạch đó. Anh chị quẹo phải đi về khu vực đường Trần Quang Khải, ngã 5, ngã 6 đường Trần Quang Khải, rồi Nguyễn Phi Khanh, rồi Trần Thác Chân, Nguyễn Hữu Cầu. Ở đây là chợ Tân Định nên gì? Em dừng một chút ngay cái
ngã ba này để anh chị có thể nhìn thấy những cái hình ảnh ban đêm vui vui thú vị của chợ Tân Định. Đường Nguyễn Hữu Cầu bên phải em Trần Văn Thạch đây là con đường buôn bán vàng ngày hôm nay của khu vực Tân Định thưa anh chị. Đó, và phía trước anh chị thì có Cháo X Singapore. À, và quán cơm tấm. À, nếu cô bác anh chị có về Sài Gòn, có về Tân Định vào một đêm nào đó thì ghé cơm tấm trước chợ Tân Định nha. Có vẻ rất là ngon, em chưa có ăn bao giờ nhưng mà thấy rất đông. Đây là những cái dãy phố bên đối diện chợ Tân Định. Cháo X Singapore thì em nghĩ là chắc là Singapore cũng có bán, nhưng mà cơm tấm ở Sài Gòn đó, nó đặc biệt lắm, cho nên là mời cô bác anh chị ăn cơm tấm. Còn cháo ít thì chúng ta có thể ăn sau nếu như còn no, còn đói. Đây, mời cô bác anh chị cùng nhìn những cái hình ảnh quán cơm tấm chợ Tân Định nè. Khá là đông chứ. Cháo ít Singapore, rồi qua bên kia. Qua bên kia là cơm tấm. Chợ Tân Định về đêm. Phố chợ. Bên trái của em là có con đường Nguyễn Đình Chiểu năm xưa, ngày hôm nay là Trần Quốc Toản đó anh chị. Đây là quán cơm tấm nè, dì Tám nha. Đó. Thơm lắm. Đi ngang thì thôi rồi. Bên phải của em là con đường bên hông chợ, bán trái cây sát bên y viện Tân Định năm xưa. Còn bên trái của em ở đây là con đường Trần Quốc Toản ngày xưa nè anh chị. Đó, đi về trường Trần Lục, hoặc là về hướng của Công Lý Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó. Anh chị thấy buổi tối dọc theo cái phố bán thuốc này, phố bán thuốc của Tân Định này rất là đẹp anh chị, lên đèn sáng trưng à. Bên phải em là con đường Bà Lê Chân. Ở đây giống như một cái kinh đô ánh sáng vậy. Em nói cho vui thôi nha anh chị. Đây là chợ sĩ thuốc tây. Gần ở đây trên đường Nguyễn Trường, đường Trần Quốc Toản đó thì có chợ sĩ thuốc lá. Ngày xưa bên trái em là cái rạp Kinh Thành nè. Ở đây có rạp Kinh Thành, rạp Mô Đẹp. Rồi ngày nay là nhà sách nè. Bên trái em có đường Nguyễn Văn Mai, ở đây thì bên phải là quận 1, bên trái là quận 3 thưa anh chị. Nha, bên trái là thuộc phường hình như là phường 8 quận 3. Đó, bên phải là quận 1, nhưng mà thường em gọi đoạn này là Tân Định luôn. Quen rồi anh chị. Và nó cũng nằm chung trên một con đường thì gom lại như vậy. Phía trước đây thì bên phải là con đường Trần Quang Khải đó anh chị. Bên trái là con đường Lý Chính Thắng, Yên Độ năm xưa. Và ngay cái góc Trần Quang Khải này thì có con đường Nguyễn Hữu Cảnh ngày xưa, hôm nay đó là đường Nguyễn Văn Nguyễn đó. Mời cô bác anh chị cùng với em đi lên cầu Kiệu anh chị nhé. Qua bên kia là vùng đất Phú Nhuận. Đường Phan Đình Phùng, Võ Duy Nguy năm xưa. Đây có quán bánh mì Hà Nội ha.
đêm đêm mưa gió này ăn ổ bánh mì cũng thú vị lắm anh chị ơi. Đó, một cái clip dạo phố đêm mưa, con đường Hai Bà Trưng tấp nập có, kẹt xe có, đẹp có, kinh doanh buôn bán nhộn nhịp có, mạnh đời khó khăn cũng có, đầy đủ, xưa có, cũ có, mới có. Phía dưới là đường Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là cầu Kiệu thưa anh chị, xóm Kiệu Phú Nhuận năm xưa thì không còn, chỉ còn lại cái cầu Kiệu này thôi. Và con đường Võ Duy Nguy, Phan Đình Phùng ngày hôm nay đây, nó cũng là một cái con đường đẹp, đẹp lắm anh chị, thẳng tắp, đẹp và cũng đông đúc kẹt xe mỗi ngày. Tuy nhiên đó là cái điểm đặc biệt của Sài Gòn rồi, né cũng không được. Thôi thì chịu khó cho những cái khó chịu của cuộc sống. Tối hôm nay em cũng rất là vui thực hiện các clip này, miên man dạo phố, thư thái đầu óc thưa anh chị. Không phải bon chen, vất vả hay là vật lộn với những cái cảnh trí nó nghèo đó. Nghèo nó rối. Thôi em tạm dừng các clip ở đây. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn một đêm thật là thú vị, nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn bình an. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh để ủng hộ và cập nhật những clip mới mỗi ngày thưa cô bác anh chị. Em thường xuyên chia sẻ clip về Sài Gòn vào buổi sáng và buổi tối, vào lúc 9 giờ tối của Sài Gòn và 9 giờ sáng của Sài Gòn. Bye bye.